Đã bao giờ bạn tưởng tượng khi một vị tổng thống đứng đầu một đại cường quốc sử dụng phương tiện di chuyển thì sẽ xa hoa và đặc biệt đến mức nào? Họ chính là các đế vương của thời hiện đại, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của một quốc gia gồm hàng trăm triệu người, nắm giữ trong tay không chỉ là tài lực mà còn là quyền lực tối cao, có thể tác động đến mọi phương diện của thế giới. Do đó, các phương tiện di chuyển của họ không chỉ đắt đỏ và tiện nghi mà còn phải đáp ứng yêu cầu bảo mật và an toàn tuyệt đối. Khi nghĩ đến các tổng thống giàu có và quyền lực, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến Tổng thống Mỹ đầu tiên. Điều này dễ hiểu vì Mỹ là một trong các siêu cường đứng đầu thế giới. Thế nhưng, có một sự thật thú vị là Tổng thống giàu có nhất thế giới năm 2023 chính là Tổng thống Nga Vladimir Putin với tổng tài sản ròng lên đến 70 tỷ đô la Mỹ. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi nhập vai các đặc vụ chuyên nghiệp cùng tháp tùng vị Tổng thống quyền lực này để khám phá các phương tiện di chuyển đắt đỏ của Tổng thống Putin nhé. Phi đội máy bay và chuyên cơ đặc biệt. Do lịch trình công tác dày đặc cùng tình trạng tắc đường phổ biến ở thủ đô Moscow nên Tổng thống Putin thường lựa chọn phương tiện di chuyển là trực thăng thay vì ô tô. Khi làm việc tại Moscow, Tổng thống Putin chỉ sử dụng trực thăng Mi-8 được nâng cấp đặc biệt của Nga. Trực thăng này được xem như một văn phòng tổng thống trên không. Chiếc Mi-8 đặc biệt được trang bị màn hình cỡ lớn, nội thất bọc da và nhiều trang thiết bị khác, từ máy tính cho tới máy pha cà phê và tủ lạnh. Loại phương tiện này chuyên dành cho các hành trình ngắn và trung bình trong lãnh thổ Nga. Mỗi chiếc trực thăng được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp, cùng hệ thống phòng thủ tối tân để bảo vệ an toàn cho Tổng thống Nga. Có hơn 17.000 chiếc được sản xuất và phục vụ cho hàng chục quốc gia, biến Mi-8 trở thành dòng trực thăng phổ biến nhất trên thế giới. Loại trực thăng này được đánh giá cao nhờ độ tin cậy, khả năng hoạt động trong nhiều môi trường khắc nghiệt và mức giá hợp lý hơn những sản phẩm cùng loại của phương Tây. Trong những chuyến công tác xa, Tổng thống Putin di chuyển bằng chuyên cơ đặc biệt. Đây là phiên bản nâng cấp của máy bay chở khách U-96 và được sử dụng làm phương tiện di chuyển của các nhà lãnh đạo Nga từ năm 1996. Năm 2013, Nga đã mua thêm 2 chiếc U với giá trị 5,2 tỷ rúp, khoảng 88,5 triệu đô la Mỹ một chiếc. Độc đáo, được sản xuất tại Nga, an toàn nhất có thể và khổng lồ. Đó là những gì máy bay số 1, máy bay chở Tổng thống Nga được mô tả vào giữa thế kỷ trước. Đây là máy bay duy nhất mà Tổng thống Vladimir Putin sử dụng cho các chuyến công du trong và ngoài nước. U-96-300PU là máy bay lớn, dài 55m, sải cánh 60m. Nó có thể đạt tốc độ 900 km/h và có 4 động cơ phản lực, trong khi nhiều máy bay của các nhà lãnh đạo nước ngoài chỉ có 2 động cơ. Các máy bay thuộc dòng Tupolev Tu-204 và Tupolev Tu-214 cũng sở hữu động cơ tương tự. Đó là hai loại máy bay thương mại phổ biến nhất của Nga, tương đương Boeing 757. Mẫu máy bay này cũng có phiên bản chở khách tiêu chuẩn với sức chứa 300 chỗ ngồi, được thiết kế vào những năm 1980 tại nhà máy hàng không Voronezh. Nó đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trên tuyến đường thương mại vào tháng 12 năm 1992. Tuy nhiên, vào năm 2014, Aeroflot ngừng hoàn toàn hoạt động của phi đội U-96, trong khi các hãng hàng không khác thậm chí chưa có kế hoạch mua chúng. Tổng cộng nhà máy đã sản xuất 25 chiếc máy bay loại này, hầu hết chúng đều tham gia phi đội bay đặc biệt Rossiya, một công ty con của Aeroflot, phục vụ Tổng thống và Chính phủ Nga. Có một lời giải thích đơn giản hơn về lý do Tổng thống Nga thích máy bay này. Máy bay chở khách U-96 từng được coi là thiết kế hứa hẹn nhất của Nga, đỉnh cao sự nghiệp chế tạo máy bay của Nga. Tuy nhiên, nó lại quá đắt đối với công ty hàng không. 4 động cơ của nó đòi hỏi chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng nhiều gấp đôi so với mức chi phí của các hãng hàng không ngoài Nga. Tuy nhiên, đối với phi đội máy bay Tổng thống, mẫu máy bay này lại hoàn toàn phù hợp. Máy bay có 4 động cơ, ngay cả khi 2 động cơ bị hỏng, nó vẫn có thể tăng hoặc giảm độ cao, cơ động và tiếp tục chuyến bay. Thiếu tướng Vladimir Popov cho biết trên YouTube, ngay cả khi chỉ hoạt động một động cơ, chuyên cơ chở Tổng thống có thể bay tới 800 km trước khi hạ cánh. Có một số lý do khiến U-96 hiện được sử dụng làm máy bay của chính phủ. Vladimir Talanov, phi công xuất sắc của Liên bang Nga, giải thích thêm. Trước hết, nó thực sự là chiếc máy bay rất đáng tin cậy và an toàn, điều được khẳng định qua nhiều năm khai thác. Thêm vào đó, nó là yếu tố uy tín đối với lãnh đạo nhà nước. Không phải nhà lãnh đạo nào cũng có điều kiện bay trên chiếc máy bay của riêng mình, do chính các nhà sản xuất của nước mình làm ra. Và theo cựu phi công máy bay số 1, Vladimir Fedorovskin, ông Putin từng nói về nguyên tắc ông không bay trên máy bay của nước ngoài. Phiên bản U-96 dành cho Tổng thống đã được nâng cấp 5 lần kể từ lần sản xuất đầu tiên, lần gần đây nhất là đầu năm 2021. Nếu chỉ nhìn qua thì không có gì phân biệt máy bay Tổng thống với các máy bay khác trong phi đội Rossiya, ngoài một lá cờ Nga nhỏ bên đuôi. Tuy nhiên, ở bên trong, chiếc máy bay khá độc đáo, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về thông tin liên lạc và an toàn. Những thứ này đã khiến nó có biệt danh là Điện Kremlin bay. Với khả năng liên lạc chuyên biệt,
nó có thể truyền các thông điệp được mã hóa từ bất kỳ độ cao nào đến bất kỳ điểm nào trên thế giới, bằng bất kỳ kênh liên lạc nào. PU trong tên gọi của máy bay là viết tắt của Pang Abravlenia, tiếng Nga có nghĩa là điểm chỉ huy. Máy bay có nút hạt nhân, nó cũng được trang bị radar, điều khiển điện tử, điện quang và hình ảnh. Tất cả các thiết bị đều được làm bản dự phòng để đối phó với các trường hợp bất ngờ. Các chuyên gia về thiết bị trên máy bay đến từ nhà sản xuất hàng không Áo Diamond Aircraft Industries chịu trách nhiệm bố trí nội thất và lắp đặt các thiết bị. Chi tiết chính xác những gì được lắp đặt trên máy bay là bí mật của nhà nước. Người ta chủ yếu biết nhiều hơn máy bay số 1 khi nói đến các tiện nghi dành cho hành khách. Điều kiện sinh hoạt và làm việc bên trong máy bay thực sự không hề kém Điện Kremlin. Có nhiều phòng làm việc riêng của Tổng thống, một số phòng họp, phòng thư giãn cho Tổng thống, sảnh khách, phòng tập thể dục mini, phòng ăn, quầy bar, phòng tắm và một đơn vị y tế riêng biệt với các phương tiện để hồi sức và điều trị cấp cứu. Tất cả các sản phẩm trang trí đều có tông màu sáng. Điểm nhấn là màu của bộ ba màu cờ Nga và nội thất được trang trí bằng các tác phẩm lịch sử do các thợ thủ công của xưởng sản xuất Pavlovo Posad thực hiện. Nội thất máy bay được tiết lộ vào năm 2018 khi ông Putin cho phép nam sinh người Baskirian tên là Aslan Kaipuklov lên để tham quan. Cậu bé đã mơ ước được làm một video về máy bay này. Có những ước tính khác nhau về chi phí của máy bay và những thứ bên trong. Năm 2013, Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga đặt hai chiếc máy bay như vậy với giá 3,8 tỷ rúp, khoảng 52 triệu đô la Mỹ và 5,2 tỷ rúp, khoảng 71 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, theo Daily Mail, chi phí thực tế cho máy bay là 390 triệu bảng Anh, khoảng 500 triệu đô la Mỹ tính theo tỷ giá khi đó. Trên thực tế, tên máy bay số 1 không dùng để chỉ một chiếc máy bay duy nhất, luôn có một số máy bay dự bị có thể chở vệ sĩ, các trợ lý và nhà báo. Máy bay dự bị đi sau máy bay chính khoảng 15 đến 20 phút. Nếu máy bay chính phát sinh lỗi và phải hạ cánh, máy bay dự bị sẽ đón hành khách và tiếp tục hành trình. Kể từ năm 1977, Nga có quy tắc là điều 2 thay vì một máy bay dự bị. Quy tắc này được áp dụng sau khi Tổng thống Mỹ Richard Nixon bay đến Moscow và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev quyết định đưa ông đi một chuyến trên chiếc Il-62, máy bay mà nguyên thủ quốc gia sử dụng khi đó. Các hành khách ngồi vào chỗ nhưng một động cơ không khởi động được. Họ chuyển sang chiếc máy bay dự bị, nhưng chiếc này cũng không thể cất cánh. Một quy tắc khác là tất cả máy bay tổng thống đều được sử dụng không quá 15 năm sau khi rời dây chuyền sản xuất. Khi kết thúc giai đoạn hoạt động này, máy bay được bàn giao cho các cơ quan chính phủ khác sử dụng và tổng thống được đưa lên một máy bay mới hơn. Máy bay của tổng thống phải đáp ứng một số quy tắc nghiêm ngặt, bao gồm quy tắc mọi thứ đều phải hoạt động, áp dụng cho cả bản thân máy bay và nhân viên. Ngay cả khi một chiếc ghế không ngả được, chúng tôi thường sẽ đổi máy bay, hoặc chúng tôi đóng cả hàng ghế để ngăn bất kỳ ai ngồi đó, cựu phi công trưởng của đội bay tổng thống Putin, ông Konstantin Tereshchenko nói. Khi tất cả các hãng hàng không khác chỉ quyết định hoãn chuyến bay nếu chuyến bay có một số khiếm khuyết nhất định, những lỗi không gây ra mối đe dọa an toàn. Điều này không áp dụng với máy bay của tổng thống. Một số quy tắc nghiêm ngặt khác là nó phải có thể hoạt động hoàn toàn độc lập, giống như một tàu ngầm. Điều này có nghĩa là việc bảo dưỡng và sửa chữa máy bay số 1 được thực hiện độc quyền bởi nhân viên kỹ thuật riêng và không người nào khác có thể chạm vào nó tại các sân bay. Khi chuyến thăm của tổng thống đang diễn ra, máy bay chính, máy bay dự bị và một nhóm tiên phong được huy động. Máy bay tiên phong chở 6 kỹ thuật viên, máy bay dự bị có 4 và máy bay chính có 2. Đội 8 người này có khả năng tháo rời và lắp ráp toàn bộ máy bay. Họ đã được đào tạo, cựu phi công nói. Nhân viên kiểm soát không lưu làm việc với máy bay tổng thống cũng giống như đối với các chuyến bay dân dụng thương mại. Sự khác biệt duy nhất là đối với máy bay chính, các mực bay và hành lang bay sẽ được giải phóng. Các khoảng nghỉ được thiết lập để quan sát giữa các máy bay trước và sau. Điều tương tự cũng được áp dụng với máy bay dự bị, nhưng theo cách hạn chế hơn. Theo Tereshchenko, những năm trước đây, khoảng cách giữa máy bay chính và các máy bay khác có thể là 2 giờ. Còn ngày nay, khoảng cách này đã giảm đi nhiều. Theo các thống kê chính thức, phi đội phục vụ Tổng thống Nga năm 2016 gồm 37 máy bay và 18 trực thăng. Tuy nhiên, phi đội này không chỉ phục vụ riêng nhà lãnh đạo Nga, mà còn được sử dụng trong các chuyến đi của các quan chức cấp cao khác như Thủ tướng, hai chủ tịch Hạ viện và Thượng viện, các thẩm phán và quan chức an ninh cấp cao. Siêu xe trúng đạn triệu đô. Ngoài trực thăng hay chuyên cơ riêng, khi có nhu cầu di chuyển khoảng cách ngắn, Tổng thống Nga sẽ được đưa đón bằng những chiếc xe bọc thép chống đạn cực kỳ đắt đỏ. Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn những chiếc xe phục vụ nguyên thủ quốc gia phải do người Nga chế tạo. Và chiếc Aurus Senat Limousine bọc thép ra đời năm 2018 để thực hiện sứ mệnh này. Năm 2018, nhân sự kiện nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hãng xe hơi Nga Aurus đã cho ra mắt phiên bản limousine bọc thép dành riêng cho Tổng thống mang tên Senat. Trước đó, ông Putin có nhiều năm sử dụng chiếc Mercedes-Benz S600 Watt Pullman. Thương hiệu Aurus do Viện Nghiên cứu Khoa học Ô tô và Động cơ Ô tô Trung ương Nga NAMI sở hữu, ra đời từ chỉ thị của Tổng thống bắt đầu từ năm 2012. Ông Putin muốn những chiếc xe phục vụ nguyên thủ quốc gia phải do người Nga chế tạo.
Aurus được ghép từ hai từ khác nhau, trong đó Aur được viết tắt của Aurum, có nghĩa là vàng trong tiếng Latin. Chữ Rus được viết tắt từ Russian, là nước Nga. Chiếc Aurus Senat Limousine phục vụ Tổng thống Putin sở hữu động cơ xăng lại điện, trong đó khối động cơ V8 4.4 lít cộng với khối động cơ điện cho tổng công suất 590 mã lực, kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp KT R932 do NMI cùng hãng Porsche của Đức phát triển. Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km trong vòng chưa đến 6 giây. Đương nhiên, xe dành cho yếu nhân luôn phải được gia cố và có những trang bị rất riêng với sự an toàn gần như tuyệt đối. Hệ thống khung gầm và thân vỏ của chiếc xe này được bọc thép dày 15mm, kích thước dày 65mm, có khả năng chống các loại bom, mìn và súng bắn thẳng. Các bánh xe trang bị lốp gia cố đặc biệt, đảm bảo không thể bị xịt khi bị tấn công. Chiếc xe của Tổng thống Putin có thể hoạt động bình thường ngay cả khi di chuyển trong nhiệt độ âm 50 độ C. Siêu xe này có thiết kế để người bên trong có thể sống sót trong nhiều tình huống, ví dụ đóng chặt cửa khi bị tấn công hóa học, hay có thể chìm hoàn toàn trong nước và hoạt động như một chiếc tàu ngầm. Ở bên trong, không gian của xe sử dụng những chất liệu siêu xa xỉ như các hàng ghế bọc da màu trắng cao cấp và các chi tiết nội thất ốp gỗ. Ghế sau có thể nghiêng 45 độ, trang bị cả vũ khí gắn ở cửa xe cùng nhiều tiện ích đặc biệt khác. Tổng trọng lượng của chiếc xe bọc thép này lên tới hơn 6 tấn. Sau khi sản xuất số ít xe cho các yếu nhân như Tổng thống và Thủ tướng Nga, năm 2019, những chiếc Aurus Senat thương mại chính thức được giới thiệu rộng rãi tại triển lãm xe hơi Moscow. Ngoài dành cho những chính khách, hãng xe Nga còn nhằm tới những khách hàng siêu giàu ở Nga và châu Âu. So với các đối thủ của mình, Aurus Senat có kích cỡ vượt trội. Bản limousine có chiều dài 6.630mm, trục cơ sở dài 4.300mm, lớn hơn hẳn với những chiếc xe siêu sang nổi tiếng dài như Rolls-Royce Phantom dài 5.982mm, trục dài cơ sở 3.552mm và Bentley Mustang dài 5.575mm, trục dài cơ sở là 3.266mm. Ở bản sedan, kích thước Aurus Senat thu ngắn lại với chiều dài 5.630mm và trục dài cơ sở là 3.300mm. Tất nhiên, so với chiếc xe của Tổng thống Putin, các bản thương mại này cắt bỏ hầu hết các tính năng, trang bị đặc biệt bảo vệ yếu nhân vốn là bí mật quốc gia. Ngoài ra, Tổng thống Putin được cho là có một bộ sưu tập xe riêng, song ông ít khi được nhìn thấy sử dụng nó trước công chúng. Hầu hết các xe này là dòng xe ô tô cổ được sản xuất từ thời Liên Xô và hiện đang nằm trong gara của nhà lãnh đạo Nga tại tư dinh của ông ở Novo Ogaryovo, ngoại ô thủ đô Moscow. Trong số này, Tổng thống Putin được cho là sở hữu một chiếc Volga phiên bản 1956, một chiếc Zaporozhye phiên bản 1972 do Ukraine sản xuất và một chiếc Jiguli phiên bản 1970. Du thuyền. Ngoài máy bay và ô tô, các phương tiện đường thủy được sử dụng để phục vụ Tổng thống Putin cũng khá đa dạng, gồm hai du thuyền, ba tàu thủy hơi nước, 7 xuồng máy và một thuyền buồm hai thân. Ngoại trừ du thuyền Chaika dành riêng cho Tổng thống, tất cả các tàu thuyền còn lại đều được cho thuê và do cơ quan quản lý tài sản Kremlin kiểm soát. Du thuyền Chaika 6 cabin của Thổ Nhĩ Kỳ được thiết kế có bể bơi thư giãn và phòng tập thể hình được Nga mua lại dưới dạng phương tiện đã qua sử dụng từ năm 2011. Vào thời điểm đó, du thuyền này được mua với giá 1,5 tỷ rúp, khoảng 25,5 triệu đô la Mỹ để tiết kiệm ngân sách và thay thế du thuyền Kafka chạy bằng diesel từ thời thập niên 1980. Một du thuyền khác được phục vụ Tổng thống Nga là chiếc Azimut 38 do Italia sản xuất, được mua với giá 20 triệu rúp, khoảng 340.000 đô la Mỹ. Với thiết kế sàn gỗ và nội thất bằng gỗ sồi, giá thuê trong một giờ của du thuyền này là 10.000 rúp, khoảng 170 đô la Mỹ. Ngoài ra, có nhiều thông tin cho rằng vị tổng thống của nước Nga còn sở hữu cho mình một chiếc du thuyền nữa có giá trị 100 triệu đô la Mỹ với nội thất cực kỳ sang trọng. Đó là chiếc du thuyền Graceful với một hồ bơi trong nhà có thể biến thành sàn nhảy, hầm rượu, phòng tập thể dục và sân bay trực thăng. Du thuyền Graceful có kích thước 82m được trang bị hai động cơ MTU, giúp nó có tốc độ 14 hải lý trên giờ, khoảng 26 km/h và tốc độ tối đa là 18 hải lý trên giờ, 33 km/h. Graceful cũng có tầm hoạt động hơn 4.000 hải lý, 7.400 km, được thiết kế bởi H2 Yacht Design. Chiếc siêu du thuyền kiểu dáng đẹp này được làm bằng thép, nhôm và có thiết kế 3 tầng. Nội thất sang trọng của Graceful được hoàn thiện bằng nhiều chất liệu và kết cấu, bao gồm da, tường thảm, đá cẩm thạch, thép không gỉ, gỗ mun và gỗ tích chưa qua xử lý. Siêu du thuyền đủ lớn để có thể chứa tối đa 12 khách và 14 thủy thủ đoàn. Điểm nổi bật của con tàu này là bể bơi trong nhà dài 15m và rộng 3m. Điểm đặc biệt hơn của hồ bơi này là đáy của nó có thể được nâng lên để biến thành một sàn nhảy. Khu vực đa chức năng cũng có thể chuyển đổi thành rạp hát nhờ màn hình thả xuống và máy chiếu. Ngoài ra, boong chính có phòng ăn sang trọng, sảnh khách với cây đàn piano Steinway màu trắng, phòng trà sang trọng và khu vực ăn uống ngoài trời. Siêu du thuyền này còn có phòng tập thể dục riêng, quầy bar phục vụ cocktail và một hồ bơi spa cùng với hai bể ngâm khác để ngâm nước nóng hoặc lạnh. Hầm rượu trên tàu có khả năng chứa 400 chai,
Trong khi đó, có một thư viện lớn ở tầng trên cũng là văn phòng của chủ sở hữu. Con tàu cũng được trang bị sàn đáp riêng cho máy bay trực thăng EC-135. Xe mô tô phân khối lớn. Năm 2010, Tổng thống Putin từng khiến công chúng ngạc nhiên khi xuất hiện với hình ảnh dẫn đầu một đoàn xe mô tô khủng ở Sevastopol. Khi đó, ông đang giữ chức thủ tướng Nga. Năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa khiến truyền thông bùng nổ khi tự mình lái chiếc mô tô phân khối lớn khi tham dự sự kiện Shadow of Babylon do câu lạc bộ đua xe Night Wolves Sói Đêm tổ chức thường niên tại thành phố cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea. Đặc biệt phía sau ông còn chở thêm người đứng đầu bán đảo Crimea Sergei Askenov và thống đốc lâm thời Sevastopol Mikhail Ravozayev. Tổng thống Putin cho biết ông sở hữu một chiếc mô tô Kawasaki nhưng ông thừa nhận rằng không thích lái mô tô. Sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ Tổng thống Putin là một tay lái mô tô nhưng không có chiếc mô tô nào trong bộ sưu tập xe riêng của ông. Trong khi đó, đội cận vệ của Tổng thống Putin thường được nhìn thấy sử dụng mô tô để tháp tùng ông. Từ năm 2019, mẫu mô tô phân khối lớn East Concept đã được sử dụng chủ yếu để hộ tống vị Tổng thống nước Nga. Nguyên mẫu xe này do nhà sản xuất vũ khí Kalashnikov chế tạo, có ngoại hình như một con gấu đen khổng lồ, từng xuất hiện tại triển lãm Russia Looking to the Future. Nước Nga hướng tới tương lai ở trung tâm triển lãm Menet. Lúc đó East Concept được các chuyên gia cho rằng đã chứng minh khả năng trước sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin và được chọn lựa nhập đội mô tô hộ tống ông từ năm 2019. Tác giả East Concept chính là Kalashnikov, một nhà sản xuất vũ khí nổi tiếng của Nga và cũng là nơi cho ra lò loại súng trường vang danh mọi thời đại AK-47. Xe East có màu đen hoàn toàn, đã được thử nghiệm tại trường đua công thức 1 ở Sochi, Nga. Mẫu xe này cũng đã từng được đưa cho cảnh sát Moscow thử nghiệm trong điều kiện thực tế. Mẫu xe East không những có ngoại hình hiện đại, thân xe lớn mà còn có sức mạnh vô song. Xe được cho là có khả năng đạt vận tốc tối đa 250 km/h và tăng tốc chóng mặt từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,5 giây. Dù trọng lượng của xe nặng tới 510 kg, chiều dài xe lên đến 3 mét. Vừa rồi chính là những phương tiện di chuyển cực chất và siêu đất đỏ được dùng cho nhiệm vụ hộ tống vị Tổng thống nước Nga. Qua đó ta nhận thấy được mỗi loại phương tiện đều đáp ứng một nhu cầu di chuyển nhất định, phối hợp cùng nhau để quá trình di chuyển của vị Tổng thống quyền lực trở nên nhanh chóng và tiện lợi nhất. Bên cạnh đó, ta còn choáng ngợp trước độ xa hoa và tiện nghi của mỗi loại phương tiện, đồng thời ngưỡng mộ trước độ an toàn và bảo mật tối ưu của chúng. Đó cũng chính là những đặc quyền mà vị Tổng thống của Liên bang Nga xứng đáng có được.